Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Về một quãng đời ẩn của danh ca Chế Linh trước khi trở thành một trong tứ trụ nhạc vàng, Chế Linh là danh ca lừng lẫy của dòng nhạc vàng Việt Nam từ trước năm 1975. Đến nay, ông là cột trụ cuối cùng còn lại của tứ trụ nhạc vàng bao gồm các danh ca Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường và Chế Linh. Khán giả biết đến danh ca Chế Linh qua hình tượng của một người ca sĩ nổi tiếng. Với những ai yêu thích dòng nhạc vàng, Chế Linh đã trở thành tượng đài đi cùng năm tháng. Ông nổi danh từ thập niên 60, đến nay vẫn được xem như một huyền thoại. Chế Linh được khán giả lẫn các đồng nghiệp hết lời khen ngợi, thậm chí ví von là gừng càng già cay. Có người nói giọng Chế Linh không quá phô trương kỹ thuật nhưng có sức quyến rũ, ma mị lạ thường, tạo nên những giai điệu ưu hoài riêng biệt. Từ khi xuất hiện trong làng nhạc, Chế Linh đã được xem như một thiên tài. Ông sinh năm 1942 ở miền Trung, là người gốc Chăm. Bắt đầu bước lên sân khấu từ thập niên 60, năm 16 tuổi. Ông giấu gia đình vào Sài Gòn một mình với ý muốn thoát nghèo và đi tìm cơ hội. Đó là những ngày tháng khó quên khi vừa đặt chân đến vùng đất mới. Ông phải ngủ tạm trên chiếc xích lô chùm nylon để khỏi ướt mưa. Từng nói sẽ đi đánh giày, bán báo kiếm sống dù chưa làm những công việc này bao giờ. Ông cũng trải qua những ngày sống lai lắt với những đứa trẻ bụi đời, chịu bị chê bai khi chân ướt chân ráo tới vùng đất mới. Năm 20 tuổi, ông tìm gặp lại linh mục người Pháp năm xưa từng dạy nhạc cho mình, được nhận nuôi và tạo cơ hội cho phát huy khả năng nghệ thuật. Những năm đầu đi hát, ông được nhiều nhạc sĩ như Châu Kỳ, Trúc Phương. Nhiều bầu sâu ở hải ngoại đã gọi về Việt Nam để nói chuyện với Chế Linh khi nghe tin ông bất ngờ qua đời, trưa nay ở tuổi ngoài 80. Dù sức yếu nhưng thỉnh thoảng khi lên sân khấu, Chế Linh vẫn cất giọng hát không thay đổi. Có người nói giọng hát của ông như báu vật, vẫn hay dù ở tuổi U90. Tin đồn nam ca sĩ Chế Linh đã qua đời ở tuổi 75 gây xôn xao dư luận. Được biết, tin đồn này xuất phát từ cộng đồng người Việt tại California, Mỹ. Khi mình còn khán giả thì hàng ngày phải tập luyện. Dù có đi hát hay không vẫn tập bình thường ngày hai bữa giống như chuyện ăn cơm vậy. Chế Linh từng có nhiều năm không hoạt động ở Việt Nam. Năm 1980, ông sang Canada định cư ở đây đến bây giờ. Mãi đến năm 2011, Chế Linh mới được cấp phép để biểu diễn lại trên sân khấu quê hương. Ngoài sự nghiệp, khán giả khi nhắc tới Chế Linh vẫn đặt riêng cho ông những danh xưng kỷ lục như nam nghệ sĩ nhiều vợ nhất, đông con nhất, 14 người con, có nhiều con trai nối nghề nhất, 7 người con. Bên cạnh đó, số lượng ca khúc của Chế Linh là hơn 1.000 bài, được thu âm trong suốt nửa thế kỷ qua. Tính từ album đầu tiên năm 1964. Chuyện tình của ông cũng là câu chuyện dài đáng để nhiều người nhắc tới. Ông lấy vợ đầu tiên vào năm 21 tuổi, có liền 5 người con sau 4 năm chung sống. Sau khi ly hôn vì mâu thuẫn, Chế Linh lại sớm xe duyên với chính em gái của vợ cũ. Dù nhận nhiều lời đàm tiếu nhưng ông không quan tâm, thậm chí sau này tiếp tục bỏ người vợ thứ hai khi đã có chung 3 người con. Rồi Chế Linh say nắng một cô gái 17 tuổi, nồng thắm tới mức tính tới chuyện bắt cóc nàng vì gia đình bạn gái không chấp nhận mối quan hệ của cả hai. Báo chí lúc đó xôn xao thông tin Chế Linh dụ bạn gái bỏ nhà đi, trong khi gia đình bên kia báo cảnh sát vì con gái ở tuổi vị thành niên của họ bị bắt cóc. Sau khi thoát tội, đám cưới cũng diễn ra nhưng chỉ sau 3 năm, cái tên Chế Linh lại tràn lan trên mặt báo vì câu chuyện người vợ thứ ba của ông tự tử ở khách sạn nhờ có di thư vợ để lại minh oan. Chế Linh thoát khỏi nghi vấn có liên can. Giọng hát của nam danh ca trong thời gian này càng ảm đạm, nặng trĩu tâm tư. Nhưng chỉ sau 3 năm, kể từ lúc người vợ thứ ba ra đi, Chế Linh tiếp tục bén duyên với cô gái hàng xóm xinh đẹp mới 18 tuổi Vương Nga. Nhiều người bảo ông sai tình vì cô gái này có dung mạo giống người vợ thứ ba. Cuối năm 1975, họ cưới nhau. Sau này, ông thường bày tỏ tình cảm với bà xã kém 10 tuổi bằng những khúc tình ca, thậm chí sáng tác riêng tặng bà.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.